Bị lôi vào lùm xùm tranh danh hiệu của các nghệ sĩ, Việt Trinh lên tiếng. Những ngày qua, câu chuyện các nghệ sĩ bức xúc khi không được xét danh hiệu nghệ sĩ nhân dân đã diễn ra. Đáng chú ý, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã đăng tải clip đặt vấn đề với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trong việc xét duyệt danh hiệu. Tôi cũng muốn hỏi tại sao tôi không được xét duyệt vào danh sách, tôi đã bị lỗi gì? Giữa lùm xùm xét duyệt danh hiệu của các đồng nghiệp, diễn viên Việt Trinh bất ngờ đăng tải hình ảnh bản thân kèm dòng trạng thái tuyên bố mình đã giải nghệ và không còn màng đến danh vọng, trở lại cuộc sống yên bình không hào quang. Mong mọi người đừng inbox lôi kéo mình vào mấy việc danh hiệu nha. Mình giờ chỉ là người mẹ đơn thân tần tảo kiếm tiền nuôi con ăn học, là cô gái bán kính mà thôi. Kim Tử Long và Việt Trinh từng có mối quan hệ đồng nghiệp khá tốt nên khi nam nghệ sĩ lên tiếng về việc xét danh hiệu, Việt Trinh cũng bị dân tình kéo vào ồn ào. Nguyên nhân của lời khẳng định này là vì trước đó Việt Trinh từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ gạo cội, trong đó có Kim Tử Long. Cô bị một bộ phận khán giả lôi kéo vào ồn ào lần này. Thêm nữa, cô cũng là nghệ sĩ kỳ cựu của làng giải trí nhưng đến nay vẫn chưa có một danh hiệu nào. Vì thế, người hâm mộ cũng sốt ruột thay thần tượng.